Ôi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay gió quá tốt nha. Gió quá lớn luôn. Gió bữa nay báo được 21. Thả nãy giờ lên cũng chục con rồi đó. Em chuẩn bị tư thế. Gì vậy? Nhập vô đây, Cái gì vậy? Nhẹ văng hả? Nặng văng, giờ thay cái văng nhẹ hả? Cái gì đẹp đúng không? Trời, thả con cướp nhỏ xíu rồi ha. Nhỏ dữ à. Anh này anh roi gì nghe cạch 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 chưa vậy? Rồi, hết luôn rồi. Đây được đâu rồi? Ông nói cái con cướp của em cắt trắng luôn á. Khó cỡ rồi nha. Dây cước quá lớn. Nhỏ xíu à. Kia kìa, nó băng qua dây điện đó chứ đâu. Lấy gì? Cái cây đó hả? Ừ. Thấy chứ đâu. Thấy nằm ngoài kia kìa, chưa qua đường. Thôi, quấn cước đi, đủ nó cầm được, nhiêu đây đỡ nhau. Cầm cước giùm cho cậu ơi. Cậu thấy cậu không? Quá đông rồi nha. Vô đây úp, Tôi dướng không? Quá đông, Này thấy nhiều hấp dẫn à. Vô đây úp, úp, dướng là vô đây úp. Qua đây. Vô đây. Đúng rồi. Đừng có đi ra xa nha, ra xa là nó vướng nha. Tại nó vướng là dồn chung vô đây. Mức là ra độ kiếm luôn á. Dạ lắm à. Quá ngọt. Đứng đi, hỏi nó vướng là gỡ liền, đừng có đi ra xa. Ra xa gỡ không kịp. Này vô ngon quá. Đó. 2, 4, 6, 8 con, 100. Thả nữa hả? Quá đã. Dính là gỡ liền nha. Dính là gỡ liền, đừng để nhiều quá, nghe gỡ luôn, không đi lụm. Quá chắc cái cục chứ rồi mình chạy. Chạy thấy bà luôn. Chạy nó chạy chia ra ra nhau chạy à. Cũng như đủ chạy. Chà, con này bầu dữ à. Của anh hai hả? Bầu quá, Chú. Ghê vậy? Ai vậy? Chùm sáu cái con luôn. Quá đẹp. À, đẹp quá đẹp luôn. Nuôi luôn. Gỡ nha.
con ngồi xe nha con, đừng đi nó lâu xe con luôn á nha. Quá trời nhiều rồi. Quá trời quá trời. Quá cỡ luôn rồi. Đùi luôn rồi. Nhiều lên rồi. Quá cỡ luôn. Quá đã quá rồi, bữa nay có gió thiệt ngon á. Má con xanh bên này quay nữa nè. Úp nhập vô Úp. Của Úp dính kìa, nhập vô, nhập vô. Nhập vô cho nó tuột xuống. Quá đông. Dìm gió lại rồi đó. Quá cỡ luôn. Hét hết. Bình rồi đông hết rồi quay còn miếng để chạy chạy như cái máy luôn vậy. Chạy như cái máy luôn. Ô cách này nha các bạn ơi. Anh đâu biết gì đâu. Lâu lâu có gió mấy anh bu lại dữ ha. Mấy anh bu lại ghê á chứ. Dân có chịu không? Sao? Nhiều rồi, quan trọng với dân. Cái này có thấy được đâu. Cái con dẹp dẹp á, con nó quậy dữ lắm á. Lâu lâu em nhỏ luôn rồi. Qua nhà chú Bình chơi chút vậy. Quá cỡ luôn. Vậy. Quấn quấn vậy vui ghê rồi. Đây nó kịp chưa? Sao? Mày. Đâu có chắc đâu có hành động gì luôn. Phải đâu cơ. Gió, gió, gió quá gió luôn. Đã. Coi gió sao mai thông báo quốc tôi. Đang báo tay đâu mày? Chưa đâu. Mai có mưa, bữa nay nắng nè. Mai mưa. Rồi kêu về xuống về làm dân cây dâu nè. Đi. Đi, ê, Lâm, la phụ về tao gì tao cũng nắng mà. Nó đứng luôn rồi. Phải không? Dạ thôi chú ơi. Con đã mấy chú mấy bác đi. Con đã mấy bác đi. Từ vậy. Về của ta chưa bán người đã giờ ba nữa mua luôn đi. Quá trời luôn rồi, quá đông.
sao con diều đó phân xuống ơi, con diều dẹp dẹp á. Đè chung lại con, để thấy chung lại. Quá giống à. Con diều của tao quậy, con diều này còn quậy hơn Lâm. Rét luôn. Lâu quá rồi, bữa gió ngon ạ. Bà lên rồi dính nữa à. Ừ, quá đã các bạn ơi, bữa nay gió còn ghê luôn. Rồi thôi quý giáo mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Đã được mười mấy con luôn á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nhé nha. Chùm 5 con, 4 con, 5 con. Đang cột lẹo chuẩn bị đó, trị trị mạnh lên rút rút ơi, chào các bạn nha.